Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh của Đài Long TV nha. Hôm nay là mình sẽ làm một clip làm món gỏi cá mú ăn trên thuyền của các ngư dân chúng tôi nha. Đúng là cá mú vàng này, các bạn ơi. Mình chẳng quên nha. Cá mú vàng tại Biển Đông nha. Sẵn trên video này. Bây giờ làm được 3-4 tô rồi. Các bạn thấy không? Nói chung mình ăn có ngâu không? Bây giờ mình làm rồi nha các bạn nha. Các bạn cứ quay đi. Khả năng phải cách làm nữa chứ. Cách làm tốn rồi này. Tốn rồi, wow. Anh em đã có vặt dấu để ăn gỏi. Đây là cà bi nha, gọi là cà nhớ nha. Lóng này lóng cho anh, ăn nè. Lóng cho đài lóng ăn nè. Nghe thứ hai không có gì hơn bắt được vài ba con gà mú là chỉ có ăn gỏi thôi mọi người nhá. Đây là anh Đỗ Văn Cường. Gọi là làm gỏi cá mú xíu làm gỏi là làm gỏi là làm gỏi hai con cá mú vừa bắt lên ở trong băng và điện cá mú này cũng được ba con rồi. Phụ với cả cô đô để phụ bàn ráo đéo là ăn gỏi đã còn làm rau có làm sao rau có chứ có làm cho mà sao đúng hết được mà bếp Đỗ Văn Cường đã còn nấu ăn cho chính ngư dân Tân Khương. Phải đi mặt sơn cái là khả năng là một bước biết. Đây là dấu chúng mình ăn gỏi nè, bao gồm là lá lốt và rau mùi, rau thơm và các loại rau khác chanh để lấy nước ăn gỏi. Đâu cá mú sắt đã để nấu canh. Đây là một công đoạn nữa nha mọi người nhé, công đoạn làm một chấm để ăn gỏi. Anh sĩ ơi, trong cái công đoạn này có những cái gì ở trong cái nước chấm đó? Tỏi, ớt, đường, một súp bột súp, lê chính, sáu tấm sáu mà sẽ bỏ bột tạt vào. Nhưng kỹ đằng sản tớ ăn mày thứ đó mày rước.